Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối của chúng tôi thật sự là một nhịp cầu nối để kết nối những người đang làm việc ở xa quê hương của mình đến sinh sống và lập nghiệp tại các thành phố lớn. Và ngày hôm nay, như thường lệ, chúng tôi sẽ giới thiệu những người bạn đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình Người Kết Nối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chào đón một trong những người kết nối đang có mặt ở đây, đó chính là nghệ sĩ ưu tú Tú Sương. Và hai gương mặt ngồi đối diện của Nguyên Khang thật ra thì nhìn mới nhưng mà là quen lắm quý vị, tại vì đã cũng đã xuất hiện nhiều lần. Đầu tiên đó là MC Thanh Thảo. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Người Kết Nối. Bởi vì khi tham gia chương trình Người Kết Nối ngay ở số đầu tiên đã mang đến cho Thảo rất là nhiều cảm xúc, và Thảo mong muốn tiếp tục được tham gia chương trình để chia sẻ những suy nghĩ của mình và đồng cảm với nhân vật của chúng ta. Vâng, cảm ơn chị Thảo. Và người tiếp theo đó chính là MC Quang Bảo. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì nhân vật của chúng ta là chàng trai Võ Minh Lâm, một người đang theo đuổi con đường nghiệp diễn cải lương. Và điều quan trọng là anh là một trong những nghệ sĩ trẻ đang rất được yêu mến hiện nay, bởi không chỉ sở hữu một ngoại hình sáng mà bên cạnh đó lại còn đạt được giải thưởng Chuông Vàng Giọng Cổ. Chị có thể nói một chút điều về Võ Minh Lâm trước khi mà chúng ta theo dõi clip được không ạ? Theo Thương Sương biết thì em Võ Minh Lâm rất là chịu học hỏi và rất là đa tính cách ở trong những cái vai diễn của mình, và rất là chịu thương, chịu khó và rất là nhiệt tình hòa đồng với lại mọi người nữa. Dạ, vâng. Không chỉ là sự nỗ lực chịu thương, chịu khó mà đây cũng là một chàng trai có chất giọng và giọng hát rất là hay. Chính vì vậy chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip giới thiệu về Võ Minh Lâm. Mười sáu tuổi, Võ Minh Lâm đoạt giải Chuông Vàng Vọng Cổ truyền hình mùa đầu tiên năm 2006, và hơn 10 năm nay anh vẫn miệt mài tập luyện, vẫn không ngừng học hỏi, vẫn sống dưới những ánh đèn sân khấu. Vì với Võ Minh Lâm, kiếp tầm phải trả nợ dâu. Cái lương Trần Hữu Trang, đặc biệt là đoàn 3, đoàn Thắp Sáng Niềm Tin trước đây, phải nói với Võ Minh Lâm là một ngôi nhà nghệ thuật đã chắc chiêu, đã nâng đỡ cho Lâm từng bước chập chững đầu tiên. Từ khi Lâm đoạt giải Ngôi Sao Vòng Cổ truyền hình 2006 cho đến giờ phút này thì Lâm đã có rất nhiều những vai diễn, và Lâm rất là hạnh phúc khi được soạn giả Hoàng Song Việt là một người cha, một người chú đã tin tưởng và giao cho Lâm những vai diễn quan trọng từ những ngày đầu. Tôi đã phải tìm tiết mục lăn lộn với Lâm suốt mấy mùa thi của cái giải Chuông Vàng Vọng Cổ, tức là suốt một cái năm đó. Tôi đo được cái khả năng của Lâm, tôi đo được cái sức lực của Lâm. Rồi sau đó khi mà Lâm về Cần Thơ học tiếp tục 2 năm, Lâm trở lên, thì trong quá trình đó Lâm cũng đã từng xuất hiện ở đoàn để làm những cái chương trình tổng hợp và những cái trích đoạn cải lương. Thì với cái khả năng tiến bộ nhanh chóng của Lâm, tôi rất là tin tưởng một điều là Lâm sẽ đảm nhận được cái thể loại vai đó. Và cái vai đầu tiên mà tôi dám giao trách nhiệm cho Lâm diễn đó là vai Lý Huệ Tông ở trong cái vở Dấu Ấn Giao Thời của soạn giả Triệu Trung Kiên ở ngoài nhà hát cải lương Việt Nam. Mà tôi rất là thích cái vở sử đó, cho nên tôi xin tác giả Triệu Trung Kiên cho tôi được dàn dựng cho các bạn trẻ ở đây. Người dàn dựng là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ.
Và đây là một vai diễn vô cùng nặng ký, và Lâm phải chia vai với nghệ sĩ Trọng Nghĩa. Lâm diễn Lý Huệ Tông lúc còn là thái tử, và bắt đầu lên làm vua, và sau đó thì trúng độc và bị điên. Đây là một bước diễn vô cùng nặng nề và căng thẳng về tâm lý. Lúc đó thì Lâm chỉ mới 18-19 tuổi thôi, và một vai diễn này nó gần như là phải dốc hết toàn tâm toàn sức, mà mọi người nói là đạo diễn nghệ sĩ Tú Hòa rất là khó, cho nên là Lâm cũng sợ lắm. Nhưng dẫu sao con đường đường là một đấng quân vương, không phải việc to việc nhỏ đều qua mẫu hoàng thịnh ý. Mọi người nhìn vô thì thấy là con đường của Minh Lâm thì đi thì gần như là trải qua hồng, nhưng mà không phải vậy. Bởi vì Lâm là người hơn ai hết biết rõ về cái công việc cũng như là về những cái gì mà mình phải trải qua. Cho nên là khi lên Sài Gòn thì Lâm rất là bỡ ngỡ, và gần như là lần đầu tiên mà Lâm phải mua vé xe một mình tự thân, tự lực, rồi là vác cái ba lô và chẳng có mang theo cái gì hết. Nói chung là hành trang lên Sài Gòn không có gì hết ngoài vài bộ đồ và mấy cái áo vest để đi diễn thôi. Bỡ ngỡ rất là đủ điều hết, bởi vì không có rặng đường phố Sài Gòn, rồi nói chung là mọi thứ đều lạ lẫm, mà Lâm thì không có bạn bè gì hết. Những ngày đầu lên Sài Gòn lập nghiệp thì rất là khó khăn và vất vả, chẳng hạn những lúc cần thiết thì không có tiền, thế là phải nhịn đói, phải ngủ cho qua đi cái thời gian đó. Có nghĩa từ sáng ngủ mà ngủ tới chiều, xong rồi chiều ngủ tới tối, từ ngày hôm sau mới có show diễn, mới có tiền đi ăn. Và Lâm lúc nào cũng nhớ về cái khoảng thời gian khó khăn đó. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào tối nay ở sân khấu Lê Hoàng 144 Đinh Tiên Hoàng nha. Lâm sẽ vào vai Trần Thế Mỹ trong vở Bao Công Sự Án Trần Thế Mỹ, tức là vở Kỳ Án Tần Hương Liên. Tạm biệt. Thưa quý vị, câu chuyện về Võ Minh Lâm đã bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng để lên thành phố chỉ với có cái ba lô và vài cái bộ quần áo thôi. Thì chắc chắn là người trong nghề như nghệ sĩ Tú Sương thì chị cũng nhận thấy rõ là cái con đường lập nghiệp, đặc biệt đối với những nghệ sĩ cải lương, thì nó không có dễ dàng chút nào, đúng không chị? Dạ, thưa đúng rồi ạ. Thế còn không biết với Quang Bảo và chị Thanh Thảo thì nhận thấy ở chàng trai này có điều gì mình ấn tượng? Bảo thấy không, ở giữa Sài Gòn chúng ta nói là chắc là cái đói nó không có tồn tại đâu. Nhưng mà đối với những người nghệ sĩ thông thường thì chúng ta hay cảm nhận được rằng họ sẽ rất là khó khăn trong cái bước đường lập nghiệp. Nhưng mà cũng không ai nghĩ đến mức là phải ngủ để quên cái đói đi, bởi vì không có tiền ăn, rồi ngày mai có show diễn rồi mới có tiền ăn bù cho bữa hôm qua. Thật ra nghe đến đây chúng tôi thấy là có một cái sự chua xót dành cho Võ Minh Lâm. Và chúng tôi biết là để vượt qua cái giai đoạn đó, bạn đã phải cố gắng như thế nào? Thật ra là tới ngày hôm nay thì cá nhân Quang Bảo cũng mới được biết rằng là Võ Minh Lâm đã phải trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn khó khăn như vậy. Bởi vì em vẫn còn nhớ là em gặp Võ Minh Lâm cách đây là khoảng 3 năm, khi mà cùng tham gia một chương trình. Thì lúc đấy là Võ Minh Lâm rất là khác so với hình ảnh mà chúng ta vừa thấy những ngày đầu tiên. Lúc đấy là Võ Minh Lâm đã điển trai hơn rất nhiều, đã biết chau chuốt cho mình nhiều hơn, đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng mà có một cái điều á mà em vẫn có thể nhận thấy được rằng là dù cho từ mới bắt đầu bước vào nghề cho tới cách đây 3 năm, hoặc là em tin rằng thậm chí cho tận bây giờ, là cái sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của Võ Minh Lâm là vẫn luôn luôn được giữ vững. Dù cho có lúc nào đi chăng nữa thì Võ Minh Lâm vẫn luôn luôn nỗ lực hết sức mình để có thể làm hoàn thành tốt nhất những cái phần thi của mình. Thì đó, như Bảo nói đó, thì cũng có một lần chị gặp Võ Minh Lâm sau vài năm mà bạn đạt giải xong rồi. Lúc đó là show diễn nhiều rồi. Thảo nhớ là đi Cần Thơ diễn trong một cái chương trình đó, thì gặp Võ Minh Lâm xong rồi. Câu đầu tiên mà Thảo nói với Lâm là: "Cha, dạo này phóng phao đẹp trai lên rồi ha." Cái em mới nói là: "Dạ, tại hồi xưa không có tiền nên ốm đói." Mình cứ nghĩ là một câu nói đùa, nhưng hôm nay nghe lời tâm sự của em thì mình mới biết thật sự đó là những cái chuyện có thật. Chắc lúc trước là em nó còn nhỏ quá, nó không có đủ khả năng để nó mua đồ ăn để mà nó ăn uống. Cho nên sau này đi hát, ảnh mà có tiền được hay cái gì đó là mua quà này, mua quà kia vô để mà cùng cho người này ăn. Nhiều khi người ta không ăn ép, ăn cho bằng được. Mua bù đó chị. Dạ. Dạ. Chưa biết ai chát em.
Em tự làm, tự làm tóc cho em hết, là tự gài đầu, tự ghim đầu, rồi mặc đồ thì có người phụ mình. Cũng phải học. Học. Chứ mình học từ từ những ngày đầu rồi cứ học 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 mãi học mãi học mãi. Bởi vì cái việc mình make up cho một cái vai diễn nhân vật thì đó, thì cần phải có sự nghiên cứu, rồi tìm tòi học hỏi ở những cô chú lớn tuổi nữa. Những cái gì mình không biết thì mình hỏi. Em thì không có sợ người ta cười chê mình không biết gì hết, mà mình phải hỏi. Biết thì không biết thì cứ hỏi. Em có một cái khuyết là em nói hơi nhanh, cho nên là khi mà nhận vai ở trong đoàn thì em tự em đi đến nhà văn hóa thanh niên để em đăng ký khóa học về MC, dẫn chương trình. Tuy nhiên không phải học để làm MC, nhưng học để em điều độ lại cái tốc độ nói của mình, cái nhấn nhá của mình để phục vụ cho cái sân khấu sàn diễn của em. Tôi biết Lâm đi học múa hiện đại, Lâm đi học vũ đạo tuồng cổ, Lâm đi học MC để mà chỉnh đúng cái giọng nói của mình, cái phát âm của mình, cái ngữ điệu của mình trên sân khấu. Thay vì nếu như có trường lớp thì Lâm phải học cái bộ môn, cái môn tiếng nói sân khấu. Thì Lâm biết rằng cái gì mình không có được thì mình phải tự đi bổ khuyết. Đó, thì cái đó là cái mà cái ở Lâm nó có cái tính chất đó mà tôi rất là quý. Bà xưa có câu, trai lớn lên thì phải theo chồng. Hả hả? Gì? Không. Cái gì thế? Tí lộn. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, nghe dạ, không? Dạ. Mình là đàn ông dễ mà. Quậy đục cái bến này mình quá, mình làm bầy hầy cái bến khác. Kệ bà. Tôi nói thiệt, thân tôi còn lo chưa nổi, làm sao có thể lo cho người khác được. Giả lại, tôi muốn học tiếp để nâng cao ngón đờn. Tôi đã từng khuyên Võ Minh Lâm và tôi cũng sẽ khuyên những em trẻ khác. Đa năng là tốt, mình làm được nhiều thứ là tốt, nhưng phải xác định được rằng cái sở trường của mình là gì, nghề chính của mình là gì, để khi mình đem những cái đó mình bổ khuyết cho cái nghề chính của mình thì mình sẽ là một cái diễn viên đa năng và thể loại nào mình cũng có thể làm được, mà ở đâu người ta cũng có thể sử dụng được mình. Bình thường thôi, còn chớ có bệnh tâm. Yeah.
bữa nay con mặc đồ gì là con biết sao không? Là nghe đài truyền hình quay mừng quá. Mặc đồ mới, mặc đồ đẹp vô. Đang quay chứ bình thường là cô mang giúp mũ, rồi cái đội nón lá sẹt vậy đó, rồi mặc bộ đồ ngắn lủng tủng vậy đó, như những người dân quê mình này nè. Rồi mình đi nhổ cỏ, mình tiếp mấy người mà mình người ta coi tiếp mình đó. Tại vì ngày xưa đó 35 là hát kép chánh. Rồi cô thì khoảng 35 hát kép chánh, một thời gian sau cô mới hát đào chánh. Thì trước tiên thì cô cũng là hát cho nhỏ vậy đó. Rồi nâng lên từ từ thì cái gen này nó giống ba nó trước. Cô chú tham gia năm 1984. Còn mẹ của Lâm thì là ông ngoại, bà ngoại là cải lương nội. Thì bên ngoại của Lâm thì trừ ông Hoài Nhân với Bạc Kiều Qua, đó là cậu mợ của mẹ của ngoại Lâm. Cho nên là cha mẹ lại đi nhiều đời, còn chú thì chú mới đi bắt đầu tham gia từ năm 84 tới nay thôi. Cái danh của ba nó là Duy Sơn, còn cô là Như Linh. À, hồi đó chú đi hát thì Lâm mới có 2 tuổi mấy thôi. Chứ là má Thủy nó đưa lên sân khấu đóng vai con. Mỗi lần ba mẹ đi hát là Lâm nó tập tuồng rồi hát rồi ha. Lâm nó học thông minh lắm, vừa hát vừa tập tuồng xong mà cô với ba nó là chưa thuộc tuồng là ra thấy ảnh ca theo rồi, mà ảnh ca đúng nhịp, mà ảnh vừa vỗ vừa ca cái câu văn của mình ca nha. Rồi cái cô thấy cưng quá, cô nói ê đứng lại nó nghe. Cái nó chạy mà cô được đâu có kịp, tại vì nít mà cô mình lớn nó chạy kịp. Đứng lại con, mẹ mới ca gì đâu, ca lại cho mẹ nghe. Thì nó vừa ca vừa chạy, mà ca vừa đúng văn của mình, mà đúng nhịp của mình luôn. Rồi cái bắt đầu ha, mỗi lần mà hát ấy, thì trời ơi, khán giả vừa vô là mình làm mặt đồ lên á, là Lâm thấy cưng lắm. Đi lại từng chỗ này chỗ kia của những người nghệ sĩ á, mà mấy người nghệ sĩ cưng lắm, thương lắm, nhỏ dễ thương lắm, như là Barbie lắc vậy đó, hình tượng thấy cưng lắm kìa. Cái đầu mà mỗi lần hát thì được, mà miễn là đến mà cha với mẹ mà chùi mặt á là anh khóc, anh buồn á, anh nói là trên cái khuôn mặt của cha với mẹ đẹp vậy đó. Rồi mỗi lần mà giảng tuồng là chùi mặt là anh không cho, anh nắm anh kéo lại nó không chịu. Cháu đã có cái năng khiếu từ nhỏ, bẩm sinh từ nhỏ vậy đó. Rồi cho nên khi cháu học là từ lớp 1 cho tới lớp 9 cháu là học sinh xuất sắc giỏi không. Mà khi cấp 9 thì cháu lại là học sinh giỏi cấp thành phố. Đó là cháu rồi đi theo nghề. Chú mới nói là bây giờ con đi ca thì ca, chứ giờ cải lương về xuống dốc quá con ơi. Nhưng mà ba xét thấy con thì có cái hơi ca cũng lạ, sắc dốc con cũng khá đẹp. Cho nên bây giờ nếu đeo nghề á, mà nếu sắc dốc đẹp, hơi ca tốt, sắc dốc đẹp thì cũng có thể sống được. Nhưng mà xấu quá thì hát cũng không ai khen đâu con. Làm nghề cũng vất vả lắm, cải lương giờ đang xuống dốc. Thì cháu suy nghĩ thì cháu quyết định thôi du học luôn. Tức là còn đang học sinh, rồi thi đậu chuyên ngành giọng cổ. Thì thi đậu chuyên ngành giọng cổ xong thì vô trường nghệ thuật văn hóa học được đâu có mấy tháng à, là bắt đầu ra đời. Nhưng mà cô nhiều khi cô nhìn nhận, cô ngồi cô thấy con cô hát cái cô gật đầu, cô cười mỉm chi, cô nói dữ ha, hơn cha hơn mẹ ha. Tức là cha nó hát hay nhưng mà cha nó diễn không có hay. Giờ cô thì hồi xưa học vũ đạo hay lắm, nhưng mà cô thì ca không bằng ta đó. Thì cuối cùng là con mình nó đủ hết rồi, ca hay diễn hay mà đẹp trai nữa chứ. Cái này cô khen nha, người ta không biết cô lại có khen. Giữa cô và chú nó cũng buồn, tức là hai vợ chồng không có còn ở chung để tiếp bước cho con. Thành ra là ý chí của Lâm là vươn lên là tự lực, một mình một thân ở đất Sài Gòn con à. Nhưng mà lúc đó cô không có tiền ngay chân, cái thời điểm là cô rất là khó khăn. Nhưng mà Minh Lâm từng bước đi ha, thì cô chỉ là người động viên để hỏi thôi, chứ không có thể nào cô giúp được hết. Thành ra cô không có cũng như là cô không có khuyên được hay là thế này thế nọ được, mà cô chỉ âm thầm theo dõi con mình rồi cam tâm chấp nhận, chứ là rồi phục con mình luôn. Tức là một thân một mình lên, rồi khó khăn gì đó rồi thì mẹ điện
con ơi thế nào thì lúc nào Lâm nói cũng được mấy ơi, con tạm ổn, con đang ở Trần Hữu Trang, con mấy anh em cũng thương. Nó là như vậy, nhưng mà bản thân của Lâm thì khổ hay gì đó tự Lâm biết. Nhưng mà Lâm lúc nào cô điện thì Lâm cũng nói rằng là không sao đâu mẹ, con đi về đoàn cải lương Trần Hữu Trang. Chú Hoàng Xuân Việt thương con lắm, rồi mấy bạn mấy anh em rồi cũng ủng hộ con lắm. Thì cô không có giúp được, nhưng mà cô cũng như cô cảm nhận được, rồi cô cảm nhận được mình cũng hơi an lòng một chút xíu. Nhưng mà mình biết rằng là con mình nó có khó khăn dữ lắm, nhưng mà lúc đó cô khổ quá cô không có giúp được đó. Nhưng mà Lâm thì Lâm giấu, Lâm không có nói. Ngay cả bây giờ với tỷ giờ khó khăn hay gì cô vẫn thấy là cười khà khà không nói. Hồi nhỏ là cái ngành nghệ thuật á là phải đi hát ngày đây mai đó, rồi Lâm phải đi học, thì cô phải gửi về, ba mẹ phải gửi về bà nội, bên nội nuôi. Mỗi khi mà nghỉ hát á, thì cô sẽ về thăm Lâm, cô với chú á, về thăm Lâm. Thì đến chừng mà nghỉ hè thì cô chú rước lên chơi vài tháng, vậy đó. Nói chung thì chưa được bao lâu á, thì cô chú chia tay nữa. Thì mình nói nôm na là như là đó hết duyên nợ vậy đó. Rồi chia tay thì năm cuối năm 99. Lâm 35, 10 tuổi. Thành ra cũng tội nghiệp cho con, ngay từ giờ nhỏ nó cũng bị thiếu vắng, thiếu thốn. Lúc trước á, thì cô muốn bỏ tất cả để đi theo Lâm hết á. Nhưng mà cũng như công ăn chuyện làm hoặc thế này thế nọ, cô sẽ bỏ hết ha, cô theo Lâm. Nhưng mà cô suy nghĩ á, nhiều khi cô đi thấy Lâm hát á, ra cái khán giả rồi người ta thương, người ta ủng hộ á, người ta cái tình nâng niu của người ta trân trọng Lâm á. Cái cô đứng từ xa, tại người ta cũng đâu biết cô là mẹ đâu, người ta cũng nghĩ cô là khán giả thôi. Cô đứng từ xa để cho bao nhiêu khán giả người ta ôm ấp Lâm vậy đó. Cái cô đứng cô suy nghĩ, cô nói như vậy là đâu có sao, con mình vẫn còn nhiều vòng tay thương lắm mà, để con mình vươn lên, bươn lên với chuyện với đời, còn mình thì thôi mình lui về một chút xíu. Thì cái mong muốn của chú thì cho con mình nó làm nghề tốt hơn, nhất là cái sức khỏe, thứ hai nữa là làm nghề tốt hơn. Nghệ sĩ cái lương mà, cái đồng tiền nó cũng đâu phải như nghệ sĩ ca nhạc. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện của chàng trai Võ Minh Lâm. Và khi xem đoạn video clip này thì Nguyên Khang lại chợt thấy thêm một cái khổ nữa, cái thương của chàng trai này nữa, là bên cạnh cái sự nỗ lực vươn lên, không có đồng tiền nào để đến lập nghiệp tại thành phố, thì cái hoàn cảnh gia đình không còn sống với cha mẹ. Khi em xem nó có nhiều cái cảm xúc lắm. Bởi vì thật ra nhà em cũng giống y chang nhà Lâm vậy đó, là ba mẹ cũng ly dị từ khi em còn rất là bé. Nhưng mà em thấy rằng là Lâm còn phải ở xa cha mẹ nữa, chỉ được ở với ông bà thôi. Rồi cha mẹ thì đi diễn ở xa, chỉ có lúc nào mà rảnh thì mới về. Thì em nghĩ rằng là dù cho là lúc đó Lâm còn nhỏ, nhưng mà em tin rằng là Lâm đã cảm nhận được rất rõ cái cảm giác rằng là mình đang không có giống như bạn bè đồng trang lứa. Và cũng chính vì điều đó mà em nghĩ rằng nó giúp cho Lâm có được cái sự luôn luôn cố gắng vươn lên, luôn luôn cố gắng độc lập trong tất cả những cái suy nghĩ cũng như trong công việc của mình. Thế thì Đỗ Quang Bảo, là trong cái tấm thiệp mà được gửi đến cho Võ Minh Lâm, thì trong đó viết gì và ai là người gửi tấm thiệp đó? Đoạn cuối á, em thấy cái thiệp đó, mà thật ra là nếu mà hỏi về nội dung thì rất khó. Tại vì em đoán thử ai gửi thử xem. Em nghĩ một cái tấm thiệp mà nó nhìn nó hơi khá là nữ tính, thì em nghĩ chắc là phải là mẹ gửi. Và ở trong đó thì em nghĩ rằng là luôn luôn sẽ là những lời dặn dò. Tại vì em tin đó là người mẹ mà, dù cho con mình có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thậm chí bây giờ là có thể là 40, 50, nhưng mà bất cứ một lúc nào mà mẹ có được một điều gì đó nói với con, là luôn luôn là ráng giữ sức khỏe dạ, đúng không? Để mà dạ. Cố gắng và cố gắng làm người tử tế, dạ. Người tốt. Thế Nguyên Khang đối chị Sương, trong cái tấm thiệp đó viết gì và ai gửi? Chị Sương nghĩ thì
vừa có tâm tình của mẹ mà vừa có tâm tình của em gái. Dạ. Có thể khuyên bé Lâm nên an tâm để mà lo công việc của mình, nhớ giữ sức khỏe, lúc nào gia đình cũng yêu mến và thương nhớ Lâm và sẽ cùng cố gắng mà mong gia đình họp mặt lại. Mà có thêm một cái lời nhắn nhủ nữa là ráng theo nghề để gìn giữ được cái nền tảng của cải lương nha con. Trời ơi, chúng ta có tới ba đạo diễn ở đây, đúng là ráng cái lòng nội dung của cái tấm thiệp đó. Tuy nhiên rất là đáng tiếc là do thời lượng phát sóng của chương trình Người Kết Nối đến đây cũng đã hết rồi. Cho nên cái câu hỏi về cái nội dung của bức thiệp đó biết gì và ai là người gửi bức thiệp đó thì cho phép chúng tôi sẽ trả lời vào tuần sau của chương trình Người Kết Nối quý vị nhé. Thời lượng phát sóng đã hết. Đến đây thì chương trình Người Kết Nối xin được khép lại tại đây. Nguyên Khang, nghệ sĩ Tú Tú Sương, MC Thanh Thảo và MC Quang Bảo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.